Bất ngờ một vị sư mới vô nói hẳn sư thầy Thích Minh Tuệ điều này. Sư Minh Tuệ ổng nhìn tới nhìn lui nhiều lần. Dạ. Với cái lúc hồi sáng mà giờ dùng cơm á. Dạ. Đứng yên cho em nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Sớm thùng rồi bạn. Nam mô A Di Đà Phật. Đó bà con chạy theo rất là đông không ơi. Biết tính không? Đấy có nhiều người hay lỗi không nói lỗi sao không người. Bất ngờ thì có một vị sư đây mọi người đi không nổi nữa đuối rồi. Anh trời sư. Dạ. Đuối hả sư? Dạ đuối à. Tại vì mới đi. Dạ. Mình mới đi mình còn non kém mình không được đủ lực. Dạ. Sư đi được mấy ngày rồi? Dạ mới đi ra đây hồi chiều hôm qua. Chiều hôm qua ha. Rồi gặp sư Minh Tuệ được hồi mình nửa đêm một hôm. Dạ. Rồi mới xin sư Minh Tuệ vô ha. Dạ. Dạ. Rồi ông sư Minh Tuệ nãy có cúng dường cho một bộ y. Dạ. À, đây bộ y này đây. Bộ y này hết sư. Dạ, đây. Ờ. Là của sư Minh Tuệ cúng dường. Dạ. Đó. Tự tay sư đưa luôn ha. Dạ, tự tay sư đưa luôn. Dạ. À. Mới đưa tại cây xăng ngay chỗ cây xăng hồi nãy luôn. Dạ, còn thầy có quấn vô chưa? Dạ, quấn vô nãy giờ rồi. Mà y này là chưa có mai. Dạ. Nãy ông sư Minh Tuệ ổng cột rút lại rồi ổng cao luôn. Dạ, chưa mai ha. Cũng vừa cho bộ y này mà chưa mai về giá mai lại. Dạ, về giá mai lại ha. Dạ. Dạ. Quá trời đẹp luôn rồi. Sư năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ còn nhỏ, năm mấy à. Dạ, rồi quê thầy ở đâu? Dạ quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mình hả? Dạ. Rồi thầy đi xe đò ở đây hả vậy? Dạ đi phương tiện nhiều chuyến ra. Dạ. Rồi sư đi rồi gia đình có hay không? Dạ dạ có ạ. À. Không có cho thì mình đi mình không có gì hết mà như điều ai hay không hay biết hay người nào không biết là tùy. Dạ. Vậy đó. Vậy là sư có con cái ha, con vợ ha. Người nhà người thân á. Dạ. Từ xưa giờ. Gia đình từ xưa giờ ha. Rồi cái này nếu mình đem chỗ khác mình may hay gì sư? Này mình giá. Giá ha. Mình lấy tay mình giá luôn cho rồi. Dạ. Còn mấy mai chi? Mấy ngày nay rồi thầy vô có tâm sự với sư Minh Tuệ không? Dạ cũng có tâm sự mà ít chứ không có nhiều. Ít ha. Một hai lần, hai ba lần ít à. Dạ. Tại vì mới là chuyện qua tới giờ. Dạ. Tâm sự được hai ba lần. Dạ. Rồi đánh lễ rồi lại cũng mấy lần. Dạ. Rồi thầy thấy sư Minh Tuệ làm sao? Sư Minh Tuệ á. Dạ. Trên cái mặt nụ cười luôn luôn hoan hỷ. Dạ. Yeah. Thì tâm sinh tướng, tâm hoan hỷ thì khuôn mặt nó mới được vui hoan hỷ. Dạ. Yeah. Phật nói tâm sinh tướng. Dạ. Yeah. Con thấy lúc nào sư Minh Tuệ là cũng mỉm cười hết trơn á. Yeah. Dù mệt hay là làm gì cũng vậy. Ủa chú quay phim hả? Dạ. Yeah. Là chú là quay phim sao? Đi theo đoạn đó cũng như người ta vậy đó. À vậy hả? Dạ. Yeah. Giống quay như YouTuber hả? Dạ. Yeah. Quay lên cho bà con người ta coi á. Quay lên vậy là kỳ quá không? Hả? Kỳ quá không? Kỳ hả? Mình nghĩ mệt á. Không. Mình đi mệt như gì là người ta còn thương mình nữa. Đó, tại vì cái sự kiên nhẫn của mình. Đó, mình mệt thì mình nghỉ, hết mệt thì mình đi tiếp. Đúng ra thì tôi có tâm nguyện đi này lâu rồi. Dạ. Rồi
ngày hôm qua mới ra tới đất miền Trung này. Dạ, có nhiều sư cũng đi mà mình mệt á, thì cũng nghĩ về dạy dưới rất là nhiều. Chứ không phải là... Dạ, mấy sư mới vô á. Hồi nãy cũng có mấy sư hả? Có nhiều lắm, ngày nào có chân á. Sư đây là chắc mới vô chưa thấy quá. Dạ mới vô. Dạ, mới vô chuyện qua tới giờ. Dạ mới vô là chưa thấy. Mình dạ. Mệt thì mình nghĩ là dạy với người ta cũng nghĩ nhóc. Mấy người sư mà mới vô đó 40-50 đó. Đúng ra thì cái đường tu của mình đó, nó còn non yếu. Dạ. Kém cỏi. Dạ. Rồi nội lực, tâm lực, đức lực của mình đó là thua quý thầy, thua quý sư khác. Dạ. Đó là nói thật lòng và chân tình. Dạ. Từ đáy lòng. Dạ. Từ tâm dạ, tâm can mà nói ra. Dạ. Có nhiều quý sư, có nhiều quý thầy á tu tốt rồi, tu đạt tới cái hiệu quả rất rất để cho mình ngưỡng mộ, cung kính đảnh lễ và lại. Dạ. Cho nên là bữa nay mới có mặt ở nơi đây. Dạ. Là thầy nguyện là đi suốt đời luôn hay là mình tùy duyên? Dạ không. Cách này hơn nửa tháng. Dạ. Thì nguyện đi ra ngoài đây. Dạ. Mà đi ra không được. Dạ. Vì có một số chuyện quan trọng. Dạ. Mình đảm lãnh, đảm trách nhiệm của người khác. Dạ. Mình không có thể bỏ đi được. Dạ. Rồi mình phải đắn đo tới 2 ngày nay mới ra tới. Dạ. Sao mà sư biết đường đi ra đây? Coi trên mạng ha. Bao xe. Dạ. Rồi lên tiếng trước, chấp nhận trả tiền chi phí, trả tiền cao, trả tiền khi gặp ông Minh Sư Minh Tệ. Dạ. Bằng mọi cách, giá nào, bao nhiêu tiền, mình lập chấp nhận. Dạ. Chấp nhận gặp được sư ha. Rồi. Và tâm nguyện ra ngoài đây á, đảnh lễ Sư Minh Tệ và lại xong rồi đi về. Dạ. Tâm nguyện chỉ vậy thôi. Dạ. Tâm nguyện nay hơn nửa tháng. Dạ. Là tất nhiên ngày đầu tháng, đầu tháng 4. Dạ. Là chính là cũng như là thầy đi ra đây là đảnh lễ là đi về. Đúng rồi, tâm nguyện hồi đầu tháng 4 là vậy. Dạ. Rồi nhưng bây giờ là đi ra đây là thì được cái duyên là phát y lên luôn. Khi mà đi ra đây rồi á thì mình thả cho tùy duyên. Dạ. Cũng mà may mắn là sư mới vô mà được cái bộ y liền nè. Đó à. Chú nói cái lời nói may mắn rất là đúng. Dạ. Hồi nãy á thì hồi sáng mấy ông sư kia cho cái y đỏ này thôi. Dạ. Để ra đi. Dạ. Để xuất hành ra đi. Dạ. Rồi xuất hành ra đi gần buổi rồi, hồi nãy tới ngay cây xăng. Dạ. Tới ngay cây xăng hình như là Sư Minh Tệ ổng nhìn tới nhìn lui nhiều lần. Dạ. Với cái lúc hồi sáng mà giờ dùng cơm á. Dạ. Dùng cơm hồi sáng ha. Dạ. Thì ông Sư Minh Tệ ổng có nhìn mấy lần. Dạ. Ổng để ý 2-3 lần, 3-4 lần. Dạ. Rồi mình cũng đảnh lễ, mình cũng lại bình thường. Dạ. Rồi ăn cơm xong. Dạ. Cơm sáng xong rồi nãy đi như vậy là mấy tiếng hồ đi tới cây xăng. Dạ. Đi tới cây xăng rồi mình tới ổng mình đảnh lễ xong. Dạ. Rồi ổng nói là sư chưa có y thì Minh Tệ cho cúng dường cho cái bộ y. Dạ. Mà bộ y này chưa giá. Chưa mai thì sư thầy về thầy giá thì mai thầy làm mặt. Dạ. Giờ cứ đắp vô. Dạ. Giờ cứ quấn vô. Dạ. Chừng nào về giá sao. Dạ quá trời đẹp luôn không nè. Rồi đâu sư thầy cầm mình cho con coi thế coi. Rồi xong rồi Minh Lập mới quỳ xuống đảnh lễ lại ông ba lại. Dạ. Để đền đáp ơn tri ngộ một phần nào công đức của Sư Minh Tệ. Dạ. Đó, đủ loại màu, đủ loại giải. Dạ. Đủ màu sắc. Dạ. Nè hai cái màu này khác nhau. Dạ. Màu này khác nhau. Màu dạ. Này khác nhau. Rồi, đẹp quá. Rồi thôi con cũng cảm ơn thầy ngồi nghỉ mệt đi nha. Rồi. Dạ. Chúc tất cả chú cũng như tất cả mọi Phật tử. Dạ.
đều tốt đẹp. Còn nguyện cầu chư sư Minh Tệ và các sư thầy đi trên đường đạo được vạn sự tốt đẹp cát tường và thành tựu viên mãn chứng đắc Phật đạo. Rồi con cảm ơn Nam thầy mô nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Sư mới vô mọi người. Đó thì lội cũng mỏi chân với bị phòng bị đau á, sư mệt á, mình tăng cho sư có gian lên đi lên đầu trên để sư đi kịp với đoàn của mình. Giờ này mấy đêm nay thức trắng đêm á. Vậy là mấy đêm nay hay sư thức trắng đêm luôn ha. Sư lớn tuổi nữa. Tối này cũng thức tới sáng luôn. Ngài Minh Tuệ cũng phải trước khi tu cũng phải tập đó sư ạ. Cho nên các sư phải giữ sức khỏe mới đi được. Sư Minh Tuệ theo mình nghĩ là đi tập từ đầu. Ít rồi đi từ rồi giờ ngày quen rồi. Nó khỏe rồi, nó thuần á. Sư Minh Tuệ bây giờ quen và thuần rồi. Tâm thầy trí lực nó cũng ổn định. Đó sư Minh Tạng lỗi cái này sao lỗi sao mà sư Minh Tạng bị đau chân. Đau chân đó. Đó mấy sư hôm nay cũng ngồi nghỉ mệt à. Cũng nghỉ mệt ha. Nghỉ hết rồi. Quý sư nào mệt cái nghỉ mệt. Sư nào nghỉ mệt thì nghỉ mệt thôi. Cũng như thầy lỗi đó. Thầy mệt thì thầy nghỉ. Mấy bữa nay thức đêm rồi, hồi tối này thức trắng nguyên đêm nữa. Sao là ngủ không được hả sư? Không. Hồi tối này hôm nào nay khó ngủ. Không ngủ được, không biết lý do. Rồi tối này ra ngoài đây á, là tới nửa đêm. Rồi á, là ngồi thiền với sư Minh Tệ tới sáng luôn. Cách sư có hơn 2 mét à. Ngồi cách sư có hơn 2 mét thôi. Rồi mình cũng thiền. Mình không có biết thiền, cũng không có rành thiền, mà nhưng điều mình cũng tập thiền. Từ từ mình cũng tập tu. Đó, rồi sư Minh Tệ thì ổng cứ ngồi thiền.